Đức Tăng, chẳng tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên. Chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A La Hán thánh đạo thánh quả niết bàn, duyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá. Dạ, kính bạch cho đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới ở Phật Thân Ma, xin được nhường lại cho Sít MC Nhật Huỳnh. Kính mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ, sa thú kính cảm ơn vị Phật Thà Na. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức tăng bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thích Vàng Đông. Dạ, mến chào, cảm ơn Quang Thanh. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Tệ Viên. Nhật Bình kính chào Vinh Quách Thanh Á. Mến chào Sư Trần Đạo, kính chào Chanh Đá Rá. Mến chào Thi An Đạt, kính chào Buông Bỏ. Ồ, kính lễ cô tu nữ Thâm Mái Cha Rí. Dạ, Nhật Bình xin sám hối với cô. Nhật Bình mến chào Rạng Đông, kính chào cô Ái Minh. Kính chào Gia Nha Luận, kính chào Hiển Mộng. Mến chào Hy Na, Minh Quang Thanh. Dạ, con nít này Nhật Bình không có biết tập nên xin sám hối à. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Bình kính cảm ơn Vinh Quách Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Nhật Bình cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sích Rạng Đông đã mở rừng và cho nghe bài pháp của Ngài Chánh Minh. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bây giờ thì con thấy có đại đức Tịnh Đạt vào đạo tràng rồi. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh tán tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt điều hợp chương trình ôn bài ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ăn phổ cập, mã đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều hợp chương trình ôn bài ngày hôm nay. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu bạch sư.
Dạ, sa thú lành thai, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi ôn bài được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá, con thỉnh đại kính lễ chư tăng, mến chào toàn thể quý vị. Dạ, hôm nay ngày chủ nhật, ngày đầu tháng, ngày 1 tháng 8 năm 2021, chúng ta sẽ tiếp tục cái lớp ôn tập cuối tuần. Hôm nay thì ta sẽ ôn tập tiếp tục phẩm không phóng vật phẩm thứ hai, câu số 26 đến bốn câu kệ phong pháp cú này thì chúng ta gồm có ba cái duyên sự tích truyện là 26 câu số 26-27 liên quan đến tích truyện của Tất Ba La Nắc Khắc Tát Quát Thú. Câu số 28 thì liên quan đến tích truyện của Ngài Đại Đức Maha Kassapa, thì liên quan đến tích truyện Bài Itzhak, hai vị thị khưu bạn. Thì đó, vào chương chính bài học ôn tập cuối tuần thì chúng ta đình này xin thỉnh chư tăng và quý vị chúng ta đảnh lễ. Rahang sambo wa harawan tang api wa demi soka atau hamang nama sami Sopati panno bhagavato savaka sangho sangkhang namami. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập qua một lượt bốn câu kệ ngôn pháp cú này, sau đó sẽ là mời tất cả quý vị chúng ta từng vị xung phong chọn cho mình một câu, chúng ta đọc về phần Pali, phần tiếng Việt và cái phần tích truyện tóm tắt liên quan đến câu pháp cú mà chúng ta chọn. Câu 26 đến câu 29. Nhờ quý vị đã chẳng sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng nhau ôn qua một lượt. Dạ, kính mong đạo tràng quan hệ chờ trong giây lát. Dạ, sư Tình Đạt đã rất mít rồi ạ.
Dạ, cảm ơn Trần Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh nghe chập chờn quá, Nhật Quỳnh không biết có phải tại của đường nét của Nhật Quỳnh không, nên Nhật Quỳnh không có dám chắc lên mà hỏi đạo tràng, thì vị nào cũng nghe giống vậy. Dạ. Nam Mô Bích Thai. Dạ, con thấy sư trở lại đạo tràng rồi. Sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ, nếu sư nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu, con kính dâng mít đến sư. Và chắc sư phải đổi đường nét của sư ơi. Nãy giờ chúng con nghe chập chờn lắm, nghe không có được liên tục. Dạ, bây giờ con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, bây giờ các vị đã nghe lại âm thanh chưa? Dạ, cảm ơn quý vị, cảm ơn cô Đăng Đông, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, thỉnh thoảng cái đường nét cũng không có ổn định. Tại vì bây giờ thì cả chùa chỉ xài chung một cái đường internet thôi. Cho nên có lúc thì ổn định, có lúc thì nó không có được tốt. Dạ. Thì bây giờ nếu mà đã âm thanh đã ổn định thì chúng ta sẽ tiếp tục cái ôn tập cuối tuần. Dạ. Tại vì bây giờ mình đã chuyển qua xài mạng 3G cho nên nó sẽ ổn định hơn. Chúng ta tiếp tục ôn lại ôn tập câu số 26 đến câu số 29. Câu số 26. Bamada madu yun chanti bala dumme tino jana abamadan chame tawi thanang setang warakati bamada madu yun chanti bala dumme tino jana Abama dan jame tawi tanang sentang warakati. Chúng ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật. Người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Chúng ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật. Người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Câu số 27. Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang a ba ma to hi ja yan to ba po ti vi bu lang su khang ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang Appamatto hi jayanto bappoti vipulang sukhang. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc. Không phóng dật thiền định, đạt được an lạc lớn. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc. Không phóng dật thiền định, đạt được an lạc lớn. Câu số 28. Bamadang appamadena yada nudati bandito banya basada ramariha asoko sokining bacang bapatato wa pumate tiro pale awakati bamadang appamadena yada nudati bandito Banya basada mariha asoko sokining bacang bapa tato wa pumate hiro pale awekati. Người trí dẹp phóng dật với hành không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao nhìn kẻ ngu đất. Người trí dẹp phóng dật với hành không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao
nhìn kẻ ngu đất bằng. Câu số 29. Abhamato bhamatesu sutesu bahujagaro abhalasangwa sikhaso hitoyati sumetaso abhamato bhamatesu sutesu bahujagaro abhalasangwa sikhaso hitoyati sumetaso. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn. Xa thứ, xa thứ. Và đó là phần chúng ta ôn tập cùng nhau để ôn lại bốn câu pháp cú ở trong phẩm 2, phẩm không phóng dật. Ở trong phẩm không phóng dật thì chúng ta để ý đó là có thể chúng ta sẽ để ý những cái ý nghĩa ở trong những cái công kinh pháp cú và là những cái định nghĩa mà Đức Phật Ngài muốn nói về cái cuộc, cái đời sống giữa cái phóng dật và cái đời sống không phóng dật. Nó có lợi ích và không có lợi ích như thế nào. Và trong nội dung của câu 26 đến câu 29 thì chúng ta những cái định nghĩa. Từ đó chúng ta sẽ rút ra những cái châm ngôn, những cái hướng cho cái cuộc sống của mình. Có nên sống phóng dật, trụy lạc, say mê, hay là sống không phóng dật, định tĩnh. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy giơ tay để xung phong đọc lại, ôn lại. Ngoài cái việc là chúng ta trùng tụng này kinh điển với văn bản là Phật Cú Kinh, và chúng ta cũng trùng tụng lại cái phần chú giải tóm tắt của những câu kệ của Pháp Cú này, đó là một cái công đức rất là to lớn. Tuy rằng chúng ta thấy rằng cái việc ôn tập rất là nhỏ, nhưng mà chính ngay lúc này chúng ta là những cái người đang gìn giữ cái giáo pháp, bởi vì có chúng ta đang trùng tụng lại thì giáo pháp mới được truyền bá rộng rãi và được gìn giữ lâu dài. Và đó là một cái việc làm tuy nhỏ nhưng mà mang lại ích rất là lớn. Cho nên mong rằng tất cả tịnh đạt và cũng như quý vị chúng ta hãy nhiệt tâm cố gắng để mà sắp xếp cái thời gian cũng như là cái công việc để chúng ta vào đây trùng tụng lại những cái câu Phật ngôn. Dạ, bây giờ thì xin mời các vị chúng ta bắt đầu xung phong để ôn bài. Tại vì Đạt đang online trên không phải trên máy tính cho nên cũng không có rõ cái cách thao tác như thế nào. Thì các vị quan hỷ sắp xếp cái vị nào ôn tập nhé. Dạ. Tại vì không thấy cái vị nào giơ tay. À, cô Nhật Quỳnh. Dạ dạ, kính mời cô. Dạ, tại con thấy sư sai, không có phải sai máy tính nên con xin đưa tay. Dạ, con cung thỉnh Đại Đức Tây Đức, dạ sư có trước máy không? Mà sư, nếu sư có trước máy, sư cho con một tín hiệu. Con cũng thỉnh sư à. Và cũng dạ, kính mời cô tu nữ Thâm Má Cha Rí, cô tu nữ Tệ Duyên. Và dạ, mời tất cả quý vị trong đạo tràng có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên à. Dạ, vì là Đại Đức Tây Đức không có trước máy rồi. Cô tu nữ Tệ Duyên có trước máy không cô? Cô tu nữ Thâm Má Cha Rí có trước máy không? Rồi,
Vậy là mời gia sa thú có con trai của tôi nữ tài duyên. Rồi xin mời tất cả quý vị dạ, để làm không mất Nhật Quỳnh, không làm mất thời gian đạo tràng. Dạ cảm ơn quý vị, có thể đưa cái câu nào mình muốn ôn để cho Quỳnh có thanh á bốt bài cho kịp thời ạ. Dạ bây giờ kính mời cô tu nữ tài duyên ạ. Dạ thú thay vâng. Tự nhiên xin chọn câu 27. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt đức. Kính lễ quý tu nữ và thanh chào quý thiền nam tín nữ. Tự nhiên mở to rồi đó. Dạ, bây giờ lớn hơn tí nữa. Dạ cảm ơn Quỳnh. Bây giờ tự nhiên xin kể kinh Pháp Cú. Số 27. Ma pa manu yun che ma ta ti san tha quang ap ba tu hi cha yan tu bập bô tí quy vụ lẫn số khăn mà bá mà đá mắt nút dùn chê thá mà cà má ra tí sàn thọng bá mắt tô hí trà dành đồ bập bô vụ lẫn số khăn mà bá mà mà nụ duôn chê tha mà ca mà ra tì sàn thăng áp ba mà tô hì cha dành tô bập bồ tì vi bù lặng xuống ma pa ma đá mắt yun che tha ma ka ma ra ti san tha quang áp pa mắt tô cha yan tô pa bồ tí vi pu lăng chê say không phóng dật an lạc lớn. Dạ phổ thường thích minh châu. Tại Ấn Độ có ngày lễ trong dịp này tùy thích, không phải giữ lời. Suốt thời gian đó Đức Phật và Chư Tăng phải ở trong tu viện không đi khất thực, nên cho người mang thức ăn đến cúng dường. Qua mùa lễ các thiện tín đến đảnh lễ Đức Phật. Đức Thế Tôn dạy kệ ngôn trên. Dạ. Bây giờ tự nhiên đã đọc bài và kệ xong. Dạ, bây giờ kính mời cô Dhammachari. Không biết cô có ở trước máy không? Dạ, nếu có xin kính thỉnh cô đọc bài. Và nếu không có nữa thì tự nhiên kính mời ai bây giờ? Đại đức Tề Đức có ở trước máy không ạ? Kính thỉnh sư, máy là tự nhiên xuống mít rồi tự quý vị lên chứ. Dạ bây giờ tự nhiên xin xuống mít ạ. Dạ Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Và con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Và con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức và Đại Đức Tuệ Đại Tịnh Đạt và cùng Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng.
Và con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Thâm Má Chi Giá và cô tu nữ Tệ Duyên. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 29. Áp ba mát tổ ba mát tề su su tề ba hu chà gà rồ. Áp ba lát sẵng qua xì khát sổ hi tòa gia tì su mê tha sổ. Áp ba mát tổ ba mát tề su su tề su bao cha ga ro a ba lát sang wa wa si khát so hi tòa ya ti su me tha tha so ap pa mát to ba mát tề su su tề su ba hu cha ga ro a ba lát sang wa si khát so hi ta ra ti su me tha so ap pa mát to ba mát te so su te su ba hu cha ga ro a ba lát sang wa si khát so Hita-za-ti su-me-ta-so. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi bỏ sau con ngựa hèn. Đấy là của Thượng Thích Minh Châu ạ. Hai tỷ khưu học đề tài thiền quán từ Đức Phật, rồi vào rừng tu tập. Một vị lỗ lực chuyên chú, còn một vị kia thì chảnh mảng và mà còn lên mặt tự phụ dạy đời. Trước khi trở về kỳ viên đảnh lễ Đức Phật thì vị tỷ khưu tinh tấn chứng lục thông Đức Phật, sau đó đã dạy cho người dốc lòng nỗ lực, luôn nỗ lực thì luôn bỏ lại sau lưng kẻ biếng nhác. Dạ, con đã đọc và kệ và phần duyên sự. Dạ, con xin xuống mic. Con kính cảm ơn chú Quát Thanh, cô Dạng Đông đã quát, chú Dạng Đông phát bài. Con xin mời vị kế tiếp ạ. Sa thu lần thầy ông Trần. Nam mô Phật-thaya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con thấy cái bàn tay dơ nên con xin đọc và kể bài kinh số 629 luôn. Cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Appa matto pa mate su su te su bahu cha garo abalat sang vasi khaso itta yati su me khaso appa matto pa mate su Sute su bahu cha garo abalat sang vasi khaso itwa chati su metaso apamato pamatesu sute su bahu cha garo abalat sang vasi khaso itwa yati su metaso. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi bỏ sau con ngựa hèn. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Hai tỷ khưu học đề tài thiền quán từ Đức Phật.
rồi vào rừng tu tập, một vị nỗ lực chuyên chú, còn vị kia thì tránh mãng, mà còn lên mặt tự phụ dạy đời. Trước khi trở về kỳ viên đánh lễ Đức Phật, thì vị tỳ tinh tấn chứng lục thông Đức Phật sau đó đã dạy rằng, người dốc lòng nỗ lực thì luôn bỏ lại sau lưng kẻ biếng nhác. Dạ, con vừa đọc xong. À, mến mời Sĩ Tạc Đông nhé. Số 26. Sa thú, huynh vấp, tha ná, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thần tòa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Thammachari. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 26. Bá ma đá ma nú dầm tràm tín bà la đùm mê thi nô cha na ấp ba ma đành cha mê tha quỳ tha năng xếp thằng quá rắc kha ti ba ma đá ma nú dành trầm tí bà la đùm mê thi nô cha na ấp ba ma đành cha mê tha quỳ tha năng xếp thằng quá rắc kha ti ba ma đá ma nú dành trầm tí bà la đùm mê thi nô cha na ấp ba ma đành cha mê tha quỳ tha năng xếp thằng quá rắc kha tí chúng ngu si thiếu trí chuyên sống đời phóng dật người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cảm ơn huynh Vatana đã bóng bài. Tại Ấn Độ, có ngày lễ hội kéo dài 7 ngày. Trong dịp này, người ta có thể nói năng tùy thích, không phải giữ lời. Suốt thời gian đó, Đức Phật và Chư Tăng phải ở trong tu viện, không đi khất thực được. Nên những người đàn tính cho người mang thức ăn đến cúng dường. Qua mùa lễ, các thiền tín đến đảnh lễ Đức Phật. Đức Thế Tôn dạy kệ ngôn trên. Dạ, thưa chấm dứt. Kính mời chị Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú. Xích Rạng Đông. Dạ, cảm ơn Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Quang Thanh. Dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Con xin được ông bài câu 29. Dạ, con học theo sư, con đọc từ câu. Ấp ba mát tờ ba mát tê xuất tê xuất bá hút trà gá rơ a ba la sang gá si gá sơ hít tò gia Tí su mê tha sơ. Dạ, cảm ơn Minh Quang Thanh Á bớt bài học. Ấp ba mát tờ ba mát tề suốt tề suốt ba hú trà gà rơ ba la la sang gà si gà sơ hít tò gia tí su mê tha sơ. Dạ, con xin được kể ạ. À, mình chào Nguyên Tịnh. Nguyên Tịnh ơi, đưa tay Nguyên Tịnh ơi. Ấp ba mát tờ ba mát tề suốt số tay số ba hồ cha ga rô a ba la sang qua si ga số hệ to gia ti su mê tha số a ba ma tơ ba ma tê su số tay số ba hồ cha ga rô a ba ra sang và si ga so hệ to gia ti su mẹ tha so tinh cần giữa phóng vật tỉnh thức giữa quần mê người chỉ như ngựa phi vợ sao con ngựa hàng. Dạ, đặng cho Nhật Quỳnh xin. Dạ, cảm ơn Đặng Đông.
hai tỳ khưu học đề tài thiền quán từ Đức Phật, rồi vào rừng tu tập. Một vị nỗ lực kiên chú, còn vị kia thì chảnh mạng mà còn lên mặt tự phụ dài đời. Trước khi trở về, kỳ viên đảnh lễ Đức Phật, thì vị tỳ khưu tinh tấn chứng nhục thâm. Đức Phật sau đó đã dạy rằng người dốc lòng nỗ lực thì luôn bỏ lại sau lưng kẻ biến nhát. Nam Mô Bụt Tha dạ, con rất thích bài này. Bài nào thì cũng rất hay với lời dạy của Đức Thế Tôn, nhưng con thích bài này để tự dạy mình. Đừng bao giờ gọi là mình đủ, mà bao giờ cũng phải nghĩ mình thiếu để học được rất là nhiều. Nếu mình thấy mình đủ, mình giỏi thì mình sẽ không học được gì. Và đây là cái tại sao con thích bài này. Dạ, Nam Mô Bụt Tha dạ. Mời Trần Đạo Ngàn. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đầy đức Tịnh Đạt, đầy đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tham Ma Cha Ri, cô tu nữ Tuệ Duyên. Ai mình kính chào quý anh chị, cảm ơn quý chị đã cho biết rõ âm thanh.
Con xin phép được ôn tập câu số 26. Ba ma đa ma nu dùn chân tí bà la đùm mê thi bà la đùm mê thi nô chân nà ấp ba ma đàn chá. Xin lỗi huynh trưởng nha, em đã vót lên cái câu của em nhìn quen rồi. Tại vì Bali không có cái từ dấu quyền giống như Việt Nam như vậy được. Nhưng em xin lỗi ạ. Ba ma đa ma nu dùn chần tí bà là đùm mê thi nô chê nà ấp ba ma đàn chá mê thà quỳ tha nàng xét thần quá rắc khá tí. Ba ma đa ma nu dùn chần tí bà là đùm mê thi nô chê nà ấp ba ma đàn cha mẹ thà quỳ tha nàng sẽ tha thần quá rắc kha tí. Ba ma đa ma nu dùn chân tí ba la đùm mê thi nô cha nà ấp ba ma đàn cha mẹ thà quỳ tha nàng sẽ thần quá rắc kha tí. Chúng ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Em cũng xin lỗi chị Đặng Đông nha, con sám hối đạo tràng ạ. Con đã quen với lại cái nề nếp của con, và con cũng thuộc chút chút nên là con không thể nào đọc duyên sự như vậy được hết ạ. Con xin được tóm tắt duyên sự câu số 26 và 27. Tương truyền rằng có một thời nọ trong thành Savatthi nổi lên phong trào ăn Tết thác loạn. Bọn si vô trí nhân dịp này họ bôi chét tro và phân bò đầy mình suốt 7 ngày. Họ đi ngông lên ngoài đường, nói tục tiểu, chửi mắng, văn tục khi đứng trước cửa nhà của người khác để xin tiền. Chịu không nổi, chủ nhà phải tùy theo khả năng của mình mà bố thí cho họ để họ đi nơi khác. Chư tỳ kheo cũng không tránh khỏi cảnh ấy, nên quý ngài cùng nhau cung thỉnh Đức Phật ở suốt trong tịnh xá, không vào thành khất thực. Sau 7 ngày, tự nhiên nói hơn được. Con xin lỗi ạ. Chân cô uống miếng nước, con xin sám hối ạ. Tương truyền rằng có một thời nọ trong thành Savatthi nổi lên phong trào ăn Tết thác loạn. Bọn ngu si vô trí nhân dịp này thì họ bôi chét tro và phân bò đầy người suốt 7 ngày, đi ngông nghênh ở ngoài đường. Họ nói tục tiểu, chửi mắng, văn tục khi đứng trước cửa nhà người khác để xin tiền. Chịu không nổi thì chủ nhà phải tùy theo khả năng của mình mà bố thí cho họ để họ đi nơi khác. Chư tỳ kheo cũng không tránh khỏi cảnh ấy, nên quý ngài bàn nhau cung thỉnh Đức Phật ở suốt trong tịnh xá, không vào thành khất thực. Sau 7 ngày thì thỉnh ngài vào thành làm lễ đại thí. Nghe chư tỳ kheo than vãn khổ sở suốt 7 ngày qua vì cái Tết thác loạn, Đức Phật đã thuyết lên hai câu kệ ngôn 26 và 27. Dạ, con đã trả bài xong. Kính dâng nít lại đạo tràng. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô em mình. Dạ, con thấy không ai đưa tay đâu, nên con đưa tay. Dạ, kính mời đạo tràng có thể đưa những bàn tay xinh đẹp của mình lên. Dạ, Nhật Bình xin lỗi cô ấy Minh nha. Dạ, Nhật Bình rất là khó khăn lắm mới thỉnh được Đại Đức Tịnh Đạt vào ngày Chủ Nhật để
điều họp chương trình ông ngoại ngày Chủ nhật. Tại vì ngày Chủ nhật á, ở trong room này không có giảng sư, thì sư điều khiết bằng cách ông bài. Và duyên sự là sư đã tìm kiếm trong trang của lớp học Phật Pháp Bút Thá Thâm Má cách đây mười mấy năm về trước, đưa lên, đã sư đưa vào cho đạo tràng để đạo tràng ơn tấn tắc. Chứ nếu mà duyên sự mà dài quá thì đạo tràng không có thời gian cho những vị khác ôn bài. Nên Nhật Quỳnh kính mong cô ấy Minh hãy tôn trọng lời của giảng sư trong room này. Còn nên cô ấy Minh hoan nghỉ nha. Và bài bớt mời Thanh Thủy. Thanh Thủy ơi, có người mời Thanh Thủy đưa bàn tay kìa Thanh Thủy ơi. Dạ, nên cô ấy Minh hoan nghỉ giùm ha. Dạ, tại vì rồi có em đưa bàn tay lên đi em. Dạ, mời Thanh Thủy để có người yêu cầu nha. Cô ấy Minh hoan nghỉ tại vì duyên sự thì của cái liên của Đại Đức Tịnh Đạt đưa ra, nên đạo tràng không thể chỉnh theo khác khác và phải tôn trọng lời của giảng sư. Nhà mời Thanh Thị, mời cô ấy Minh hả. Dạ, một lần nữa con sám hối với lại đạo tràng. Bây giờ á, nếu mà nói là con mà con làm nổi hay là cái gì thì con xin thỉnh sư Minh, sư Tịnh Đạt phải hiểu cho con. Và khi mà con đọc được cái duyên sự tóm tắt cái câu 26-27, tại Ấn Độ có ngày lễ hội kéo dài 7 ngày, trong dịp này người ta có thể nói năng tùy thích, không phải giữ lời. Suốt thời gian đó Đức Phật Chư Tăng phải ở trong tu viện, không đi thất thực, nên những người đàn tính cho mang thức ăn đến cúng dường. Qua mùa lễ các thiện tính đến lãnh lễ Đức Phật Đức Thế Tôn dạy lên kệ ngôn trên. Với cái tóm tắt duyên sự như vậy, với lại cái con đọc cho nó mất bao nhiêu thời gian ạ? Nó chỉ mất hơn là 1-2 phút thôi, phải không thưa sư? Và là thứ nhất, thứ hai là con nghĩ rằng là cái duyên sự á, là của con á, nó dễ hiểu hơn nhiều á. Nó muốn, nếu khi mà mình ôn tập á, thì con nghĩ á, là có, nó cũng có một cái những cái chi tiết nhỏ ở trong đó thì dễ nhớ hơn. Vậy nếu mà đạo tràng không hoan hỷ thì thôi, chứ không phải là con chơi nổi hay là cái gì hết. Còn muốn con tuân theo á, thì con khi nào mà con hoan hỷ thì con tuân theo, còn con không hoan hỷ thôi con không sinh hoạt nữa ạ. Dạ con Thanh Thủy xin lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni kính chào quý đạo hữu. Con cho con có vài lời ha. Sư Tăng Minh, Sư Tăng Minh đừng có giận, cũng đâu có gì đâu. Có thêm thông tin khi mà đọc duyên sự thì đạo tràng quan hỷ thôi, cũng đâu có gì đâu, thôi mình đừng có giận ha. Để con xin đọc bài ạ. Con xin đọc câu pháp cú số 26 đi. Phó lên duyên sự cho thử nha. Tâm mà đánh núi chùm danh tí bà là đùm mê thi nô cha na ấp tâm mà đành cha mê tha quỳ tha năng xếp thần qua rắc khát tí họ ngu si thiếu trí sống đời chuyên sống đời phóng vật. Người trí không phóng vật, lưu giữ tài sản quý. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sư Nhật Quỳnh ơi, thầy duyên sự ở đâu Sư Nhật Quỳnh ha? Duyên sự câu 26-27. Tại Ấn Độ có ngày lễ hội kéo dài 7 ngày, trong dịp này người ta có thể nói năng tùy thích, không phải giữ lời. Suốt thời gian đó, Đức Phật và Chư Tăng phải ở trong tu viện, không đi khất thực, nên những người đàn tính cho người mang thức ăn đến cúng dường. Qua mùa lễ, các thiện tính đến lãnh lễ Đức Phật, Đức Thế Tôn dạy kệ ngôn trên. Và con đã... Dạ thôi, con đọc lại lần nữa ha. Tâm mà đâm mà dùn dành tí
lại, con đọc sai rồi. Tamma Danu Yun Danh Tí Bà La Đùm Mê Chí Nô Chana Ấp Tamma Danh Chám Mê Thao Vi Thá Năng Xét Thăng Quá Rắc Khá Tí Họ Ngu Si Thiếu Trí Chuyên Sống Đời Phóng Vật Người Trí Không Phóng Vật Như Dự Tài Sản Quý Và Thường Thích Linh Châu. Dạ con đã đọc xong. Dạ con cũng mời quý vị khác ha. Ba ông ơi, đọc bài ha. Dạ con xin gửi mít bài đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khả Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tệ Đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính chào quý đạo hữu. Dạ mấy bữa nay con cái mic của con nó không ổn, con lên hoài mà không được. Dạ hôm nay con không biết đọc học câu số mấy, tại nãy con mới vô con bắt trước Sức Nhật Quỳnh con đọc câu số 29. Dạ con kính tri ân đạo tràng đã cho biết âm thanh rõ. Dạ con kính tri ân chú Quách Tha Ná. Áp ba má tồ ba má tề xú Suốt tề suốt bá hú chà gá rồ A ba lá sằng quá xì hát sô hít tò già Tí xú mề thá tô tí Tinh cần giữa phóng vật Tỉnh thức giữa quần mê người trí như ngựa phi Bỏ sau con ngựa hèn của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đọc hết các bạn. Ba ma tô ba ma tê su su tê su ba hú cha ga rô a ba la sang qua si ha so hi to ya ti su me tha so ti dạ cho con xin duyên sự thưa cô. Dạ con kính tri ân cô Đặng Đồng. Con rất thích đọc cái giọng kinh giống như của sư Tịnh Tại mà sư Tịnh Đạt mà con hôm nay con lại quên cái âm đọc rồi con. Dạ con xin đọc. Hai tỳ khu học đề tài thiền quán từ Đức Phật rồi vào rừng tu tập. Một vị nỗ lực chuyên chú, còn vị kia thì chểnh mảng mà còn lên mặt tự phụ dạy đời. Trước khi trở về kỳ viên đại Đức Phật, thì vị tỳ khu tinh tấn, chứng lục thông. Đức Phật sau đó đã dạy rằng người dốc lòng nỗ lực thì luôn bỏ lại sau lưng những kẻ biến nhát. Thì câu này con cũng rất là thích. Thì thường mình hay dễ vui và khi mình được cái gì đó thì mình rất là tự mãn, kiêu ngạo. Khi mình đi trong giáo pháp này, mình càng đi thì mình càng thấy mình càng nhỏ bé hơn và mình thấy kiến thức của mình rất là yếu kém. Nên lúc nào cũng phải luôn tinh tấn học hỏi, luôn tinh tấn nỗ lực thực hành. Như trong những cái lúc mình sinh hoạt hay là mình ở trong đời sống của mình, tinh tấn là mình quay lại là dễ vui, đừng có dễ vui. Mình phải luôn nhận thức những cái sự sân vi tế của mình hay là những bất mãn, những cái bất tội nguyện của mình đó. Thì mình tinh tấn, mình phải kịp thời nhận thức. Thì như vậy thì cái lực tâm của mình càng ngày nó sẽ càng vững hơn. Và như vậy thì khi mình ở gần các bậc đức hạnh đó, thì mình sẽ cảm nhận được cái sự tươi mát từ bi của các vị. Cũng là giáo pháp, nhưng nếu tâm của mình thanh tịnh á, thì mình hưởng nhận được những cái
tinh vi và những cái vi diệu của giáo pháp. Còn nếu lúc mình sân hận á, thì mình không có cảm nhận được. Bởi vì khi con hiểu á, khi mà tâm an lành á, thì pháp sẽ tự động, pháp sẽ hiển lộ. Còn nếu mình mong cầu pháp hiển lộ cũng không được. Dạ con kính tri ân đạo tràng, con kính tri ân quý sư rất là nhiều. Con dạ con xin gửi mít đại đạo tràng Mô Bút Tha. Dạ. Con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu kệ ngôn thất cú số 29. Ác tam mát tu mát tham mát tề su su tề su ba hu cha ga gu ác ba la sang quá sĩ ca sù hít tò và tí sư mê ca sù. Tinh cần giữa khổng vật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sao con ngựa hèn của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Âm tà man tu bà man tí sư sư thê sư phá vù cha ca rô âm ba lan sang hòa sinh gan su hi to ya ti su me tha su âm ba man tu ba man te su su te su ba hu cha ga lu âm ba lan sang hòa sinh gan su hi to cha ti su me tha su. Con xin phép đọc tiếp chuyện. Hai tỳ khu học đề tài thiền quán từ Đức Phật rồi vào rừng tu tập. Một vị nỗ lực chuyên chú, còn vị kia thì chểnh mảng, mà còn lên mặt tự phụ dạy đời. Trước khi trở về kỳ viên đảnh lễ Đức Phật, thì vị tỳ khu tinh tấn chứng lục thông. Đức Phật sau đó đã dạy rằng, người dốc lòng nỗ lực thì luôn bỏ lại sau lưng kẻ biến nhát. Dạ con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sợ. Alo, ông thần, ông thần tài, ông gì đó, ba ông này này, thấy giơ tay mà không biết có đọc không hả? Alo, không phải, giơ tay tại vì bị lầm bấm lầm thôi, mời nha, mời ông đi, ông thần tài, ông táo nha. Hello, hello, mọi người nghe con không ạ? Hello, trước hết, con kính đảnh lễ quý sư ông, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào quý cô chú và anh chị.
con không biết bài nào, con nghe nói là 4-5 bài là con không biết bài nào, cô cho con bài nào thì con đọc bài đó ạ. Bài 26. Dạ, con xin đọc ạ. Pama Tamanuyun Chân Tiba La Tâm Mê Tín Đô Chán Na Ấp Pama Tân Chán Mê Tha Vì Tá Thá Năng Sách Thâm Sách Thăng Quá Khá Tí. Ở bên này con đã học với cái chữ mà chữ T, chữ H, chữ I đọc là Tờ Hi. Ở bên Việt Nam thì mấy cô dạy con thì mấy sư dạy con là đọc thành TH là T, cho nên con bị lộn cụm. Con xin đọc lại ạ. Bám ma Đám ma nu yun chân tí ba la tâm mê tấy đô chán na ấp bám ma tân chám mê tà vi tà năng sách tân quá lắc khá tí. Con xin đọc lần nữa ạ. Pama Dhammanu Yun Chen Tiba La Dhamme Dhindo Chana Pama Dhan Chame Dha Vi Dhan Dhanan Sat Thang Varat Khati. Và sau đây con xin đọc lời dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Con xin đọc lại lời dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con nhớ hình như có lời dịch của sư ông giới tích. Con xin đọc theo giọng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Họ ngu si thiểu trí, chuyến sống đời phỏng dật, người trí không phỏng dật, như dự tài sản quỷ. Và sau đây con xin đọc 06-07 lần hai cô. Tại Ấn Độ có ngày lễ hội kéo dài 7 ngày. Trong dịp này người ta có thể nói năng tùy thích, không phải giữ lời. Suốt thời gian đó Đức Phật và Chư Tăng phải ở trong tu viện, không đi khất thực, nên những người đàn tính cho người mang thức ăn đến cúng dường. Qua mùa lễ, các thiện tướng đến lĩnh lễ Đức Phật, Đức Thế Tôn dạy kệ ngôn trên. Con xin đọc lại theo giọng Huế ạ. Tại Ấn Độ có ngày lễ hội kéo dài 7 ngày. Trong dịp này, người ta có thể nói năng tùy thích, không phải giữ lời. Suốt thời gian đó, Đức Phật và Chư Tăng phải ở trong tú viện, không biết Phật thực, nên những người đàn tính cho người mang thức ăn đến cúng dường. Qua mùa lễ, các thiện tướng đến lĩnh lễ Đức Phật, Đức Thế Tôn dạy kệ ngôn trên là hết. Con đọc xong rồi, con kính mời quý cô chú kế tiếp ạ. Con mà kệ là quý cô chú đuổi con ra khỏi rừng liền, cho nên con không dám kệ. Hôm nào quý cô chú cho phép là con sẽ kệ. Sa tu là sai ông điện là một cười quá. Dạ kính bạch đại đức tề tỉnh đạt, dạ con cũng thấy bàn tay nào dơ để kể nữa, xin con xin được cung tỉnh đại đức ạ. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, rất là hoan nghỉ cái lớp ôn tập cuối tuần của chúng ta, mặc dù là chưa có được sắp xếp từ ban đầu, do là cái lớp học ôn tập nó cũng tùy thuộc vào cái thời gian sinh hoạt của diễn đàn Phật Cứu Kinh,
mà quý vị cũng rất là tham gia rất là tốt từ cái bắt đầu cho đến tới giờ này cũng là gần hết giờ, tính gần tới 8 giờ tối rồi. Thì quả đó là một cái sự ủng hộ nhiệt tâm nhiệt tình của quý vị tham gia cái lớp ôn tập cuối tuần. Trong cái ngày hôm nay Chủ nhật thì trên cái diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ không được cái học bài mới, cũng như là không nghe được cái phần chia sẻ cái kinh nghiệm hay là cái lý tu. Tuy vậy chúng ta cũng tạo được cái phần công đức là trùng tụng lại kinh điển và cái bài kinh Pháp Cú Kinh, thì đó là một cái công đức rất là lớn. Cũng như đàn trình bày đó là cái phần trùng tụng, tuy là chúng ta rất là nhỏ ở trong cái diễn đàn như thế này, nhưng mà nó mang một cái ý nghĩa rất là lớn để mà gìn giữ cái giáo pháp của Đức Phật được lưu truyền. Bởi vì do cái nhân duyên này thì chúng ta sẽ gặp lại giáo pháp ở trong một cái thời gian tương lai và lãnh ngộ hiểu được cái giáo pháp. Do đó là cái nhân duyên để mà chúng ta dứt trừ được những cái phiền não. Và sư cũng rất là tán thán những cái tấm lòng của quý vị để mà vào đây để sinh hoạt. Mong rằng cái giờ sinh hoạt trên diễn đàn Pháp Cú Kinh sẽ là những cái lời giờ sinh hoạt hoan hỷ và đầy nhiều cái công đức. Và xin thông báo cho cái buổi ôn tập kế tiếp vào tuần sau, thì chúng ta sẽ tiếp tục ở phẩm thứ hai này. Chúng ta ôn tập câu số 30, 31 và câu số 32 với ba cái tích truyện, đó là đại đức đức sắc cá, tỳ khu quán lửa rừng và đại đức tích xá ở thị xã. Đó là ba cái duyên sự tích truyện liên quan đến cái bài học kế tiếp ôn tập chúng ta vào tuần sau. Và giờ đây thì cũng đã hết thời gian. Tình đẹp tôi xin một lần nữa tán thán công đức của quý vị. Và bây giờ chắc biết thượng tọa Minh Hạnh còn ở trong room. Thượng tọa Minh Hạnh đã rời room rồi, thì giờ tình đẹp xin đại diện cho chư Tăng để phúc chúc phúc báo cho tất cả quý vị ở Pháp Cú Kinh diễn đàn. Bhavantu sapa mangalam, rakantu sapa devata, sapa buddhano bhavena, sarasoti bhavantu te. Bhavantu sapa mangalam, rakantu sapa devata, sapa dhammano bhavena, sarasoti bhavantu te. Bhavantu sapa mangalam, rakkhantu sapa devata, sapa sankhano bhavena, sada soti bhavantu te. Buddha sasanam